Thưa quý vị, sau 2 năm chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, các đường bay quốc tế đến thành phố Đà Nẵng bị gián đoạn, khiến ngành hàng không và du lịch thành phố đối mặt với nhiều thách thức khó khăn lớn. Theo đó, khi Việt Nam mở cửa hoàn toàn du lịch từ ngày 15 tháng 3 năm 2022, Đà Nẵng đã tập trung chuẩn bị chu đáo cho việc nối lại các đường bay quốc tế đến thành phố. Việc đón thành công các chuyến bay quốc tế đầu tiên vào ngày 27 tháng 3 vừa qua không chỉ đánh dấu sự trở lại của khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng, mà còn đánh dấu cho một giai đoạn phát triển du lịch, ngành kinh tế mũi nhọn rực rỡ hơn trong thời gian đến. Ngày 27 tháng 3 được xem là một dấu mốc đặc biệt quan trọng của Đà Nẵng trong việc khôi phục lại các đường bay quốc tế đến thành phố. Theo đó, hai chuyến bay từ Singapore và Bangkok, Thái Lan chở gần 400 hành khách đã hạ cánh an toàn xuống Đà Nẵng. Thành phố đã tổ chức nhiều chương trình tiếp đón nồng nhiệt tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đặc biệt, thành phố đã sử dụng nghi thức phun nước chào đón khi máy bay hạ cánh và lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng đã ra tận sân đổ máy bay đón và tặng hoa, quà lưu niệm cho hành khách. Chương trình chào đón du khách của thành phố thật sự rất tuyệt vời. Chúng tôi bất ngờ khi được tặng những món quà và bó hoa sắc đẹp. Chúng tôi thật sự rất vui mừng khi được đón tiếp như thế này. Trong lần đầu tiên đến với thành phố, đây chỉ là một dấu hiệu cho thấy chúng tôi sẽ có những trải nghiệm tốt đẹp tại thành phố. Nhiều hoạt động chào đón Đà Nẵng mở lại đường bay quốc tế đã được diễn ra. Trong đó, ngày hội khinh khí cầu là điểm nhấn thu hút đông đảo người dân thành phố và du khách đến tham quan trải nghiệm. Qua đó góp phần tạo tiền đề để thành phố hình thành các sản phẩm du lịch độc đáo, mới lạ, hấp dẫn trong thời gian đến. Chung là nó như vậy thì rất là hoành tráng, rất là vui, mà nó có một cái không khí lễ hội rất là rõ rệt. Thật ra thì Đà Nẵng cũng đã đi nhiều lần rồi. Đây là cái lần đi du lịch đầu tiên sau mùa dịch đó. Mỗi lần tới thì thấy nó có những cái đổi khác của thành phố, khiến cho người ta đi có bao nhiêu lần ta quay trở lại cũng thấy có những điểm mới để khám phá. Để tạo hình ảnh du lịch Đà Nẵng ấn tượng trong mắt du khách, thành phố đã bố trí top 3 Hoa hậu du lịch Đà Nẵng, thông thạo ngôn ngữ quốc tế, luôn đồng hành cùng các hoạt động sự kiện của Đà Nẵng, đã thể hiện hình ảnh một thành phố biển xinh đẹp, luôn thân thiện và hiếu khách. Thì top 3 tụi em chuẩn bị từ rất sớm và hôm nay chúng em có mặt tại đây để hòa chung không khí rất đông vui của mọi người và chia sẻ và mang đến hình ảnh mới mẻ của du lịch Đà Nẵng. Đến nay, có 9 hãng hàng không mở lại 10 đường bay quốc tế trực tiếp tới thành phố Đà Nẵng. Sở Du lịch Đà Nẵng cùng với các sở ban ngành, các địa phương, đơn vị liên quan đã và đang nỗ lực chuẩn bị các điều kiện phục vụ khách du lịch về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, sản phẩm mới, có sức hút để phục vụ khách chu đáo và làm hài lòng khách khi đến với thành phố. Thực sự là cái nhu cầu sau đại dịch, du lịch Đà Nẵng thì vẫn còn là rất là sôi nổi và vẫn còn được quan tâm. Bên cạnh đó, để làm sao cho có nhiều du khách hơn đến với Đà Nẵng thì chúng tôi phải luôn luôn đồng hành và lắng nghe các cái đơn vị lữ hành, các đơn vị tour thông qua các cái tổ chức thị trường để làm sao chúng tôi có đa dạng hóa các cái sản phẩm dịch vụ. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục xúc tiến các đường bay quốc tế khác từ các nước ở khu vực Đông Bắc Á cũng như khu vực châu Á, và đặc biệt vào tháng 6 sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các đơn vị để tổ chức sự kiện diễn đàn đường bay châu Á nhằm thu hút ngày càng nhiều các đường bay quốc tế trực tiếp đến với thành phố. Những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã có những bước tăng trưởng ấn tượng, bình quân đạt 22% một năm về lượng du khách quốc tế đến tham quan, lưu trú. Thương hiệu du lịch Đà Nẵng dần được khẳng định trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2023 sẽ khôi phục lại 31 đường bay quốc tế như thời điểm trước COVID-19. Về phía lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo kịp thời, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để khôi phục hoạt động du lịch hàng không trong điều kiện bình thường mới với phương châm thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Một số tờ báo quốc tế và các doanh nghiệp du lịch lữ hành đều có đánh giá tích cực về triển vọng du lịch Việt Nam trong năm 2022, trong đó có thành phố Đà Nẵng. Đây sẽ là những tín hiệu tốt nhất để khách du lịch chọn thành phố Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung là địa điểm du lịch trong thời gian đến.